chào và rất cảm ơn các bạn đã quay trở lại ghé thăm kênh du lịch của mình nhé. Vâng, và hôm nay thì mình sẽ lại mời các bạn cùng tham quan cũng như khám phá và tìm hiểu toàn bộ quần thể nhà thờ đá Pháp Diệm. Và cũng tại nơi đây thì được cho là một trong những 10 nhà thờ đẹp nhất cũng như cổ kính nhất Việt Nam các bạn nhé. Và khuôn viên của nhà thờ thì có tổng diện tích tới hơn 20 ha. Và trong đó thì có 5 hạng mục công trình chính, đặc biệt và cũng đặc sắc nhất là công trình hạng mục nhà thờ đá, hay còn được gọi là nơi trái tim Đức Mẹ. Và công trình này thì được xây dựng tất cả toàn bộ bằng đá tự nhiên liền khối các bạn nhé. Và suốt hai dãy hành lang chiến song này thì được làm tất cả bằng đá xanh nguyên khối. Vì vậy mà nó đã có tuổi đời hơn 100 năm, tuy nhiên thì không có một tí rêu nào. Quá tuyệt vời. Và cũng tại nơi đây còn được cho là kinh đô của Công giáo. Quả là tuyệt vời. Và bây giờ thì mình sẽ cùng đi vào phía bên trong để tiếp tục khám phá các bạn nhé. Và toàn bộ những hệ thống kèo cột thì cũng được làm bằng đá tất các bạn nhé. Và nguyên liệu xây dựng thì gồm có vôi cũng như mật mía thời đấy. Tuy nhiên thì nó cũng đã tồn tại đến hơn 100 năm rồi. Và công trình thì được khởi công từ năm 880 cho đến năm 899 thì mới hoàn thành. Và toàn bộ quần thể nhà thờ thì nằm tại thị trấn Pháp Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình và cách thành phố Hà Nội vào khoảng 130 km về phía nam các bạn nhé. Công trình nhà thờ là của tôn giáo, tuy nhiên thì có những mái vòm, mái cong khá là giống Phật giáo đỉnh chùa. Và đây là một tấm sập đá, tất cả là nguyên khối các bạn nhé. Và cũng đã được di chuyển vào đây cách đây hơn 100 năm. Quá kinh nghiệm các bậc tiền nhân.
Vâng, và buổi chia sẻ mình cũng xin tạm dừng tại đây. Và trong khi xem có những điều gì thắc mắc thì các bạn có thể comment ở bên dưới để cho những video sau của mình sớm được hoàn thiện hơn. Và bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại.